Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hiện nay chúng tôi đang tổ chức phát thưởng cho đơn vị chạy chấm dứt 48 mét của nam gồm các đơn vị Hà Nội, Đồng Nai, Hà Tĩnh. Và chúng tôi yêu cầu các vận động viên đạt thứ hạng nhất thứ ba cần trương tập trung về trước khu vực khán đài để đến được. Thank you.
nghĩa của lực lượng công an nhân dân, tiền tú của lực lượng quân đội, bán kênh của lực lượng nhà đội, rồi ba thành viên về khu vực phát triển để đến giờ. Thank you.